Năm 1966, vợ chồng nhạc sĩ Doãn Nho và 9 nghệ sĩ của đội xung kích nghệ thuật đoàn ca múa quân đội Tổng cục Chính trị cùng họa sĩ Quang Thọ, nhà văn Nguyễn Trọng Oánh lên đường vào chiến trường Tây Nguyên. Chuyến đi này, nhạc sĩ Doãn Nho đã viết được một số bài, trong đó có bài Quả Bom Câm, lời ca dao của Nghiêm Đa Văn và của nhạc sĩ Doãn Nho. Tây Nguyên mừng đón thơ Bác, phổ thơ Bác Hồ phát triển dân ca hơ rê. Tiếng hát trên đường thồ, chị em ta đi làm nương cách mạng. Trong cuộc phỏng vấn thực hiện tháng 7 năm 2019, nhạc sĩ Doãn Nho đã kể với tôi về bài hát Quả Bom Câm và việc ông đã phổ nhạc thể thơ Lục Bát như thế nào qua bài hát này. Sau đây mời các bạn cùng nghe. Bom là quả bom câm, quả bom là quả bom câm. Mi chuya, mi rúc, mi nằm chỗ sông. Mi chuya, mi rúc, mi nằm chỗ sông. Anh con mình túm lấy đầu, anh con mình túm lấy đầu. Đôi lên nà, tháo kiếp phép bóng cái da dày. Đôi lên nà, tháo kiếp phép bóng cái da dày. Mồm rút ngược cành cây, móc mồm rút ngược cành cây. Lính ta mới quất thằng tay mây rùi. Lính ta mới quất thằng tay mây rùi. Nó kêu dày đất vang trời, nó kêu dày đất vang trời. Hết cầm, nó mới báo với mọi người rằng. Rằng sao? Rằng, rằng, máy bay, máy bay, có máy bay, có máy bay, có máy bay. Để có thể có những cái tác phẩm sâu sát hơn trong cuộc chiến đấu tiếp theo chống Pháp là chống Mỹ, thì giới văn nghệ sĩ chúng tôi đi thực tế vào chiến trường phía Nam. Thế và trong một chuyến đi vào chiến trường Tây Nguyên, tôi đã viết Quả Bom Câm. Cái bài hát này ấy, là khi biểu diễn là anh em lính của chúng ta lúc đó với trang phục là quân giải phóng, mũ tai bèo, rất thích thú, bởi vì bên cạnh những hùng ca, bên cạnh những tráng ca, những bản tình ca thì có một cái dạng ca khúc nữa là hóm hỉnh, dí dỏm. Nó phản ảnh một khía cạnh theo tôi là rất độc đáo trong chiến tranh nhân dân của chúng ta, là tiến hành cuộc chiến tranh chúng ta không chỉ có dũng mà còn có cả mưu, cả trí. Không gì thích thú bằng là chúng ta đã lấy vũ khí địch, đánh địch, gậy ông, đập lưng ông. Đó là một trong những cách đánh giúp cho chúng ta lấy nhỏ, đánh lớn và lấy yếu, thắng mạnh. Quả Bom Câm chính là một bài ca dao của Nghiêm Đa Văn. Mà lời ca khi tôi đọc lần đầu, tôi đã say rồi, tôi đã mê rồi. Quả bom là, quả bom câm, mi chui mi rúc, mi nằm hố sâu. Anh công binh túm lấy đầu lôi lên tháo kíp, khoét mau dạ dày, móc mồm rút ngược cành cây. Lính ta mới quất thẳng tay mấy rùi. Nó kêu dày đất vang trời, hết câm. Nó báo mọi người, máy bay, có máy bay, có máy bay, có máy bay. Hoàn toàn là cái tiếng kẻng. Thế và tiếp sang lời 2 thì tôi bổ sung thêm vào cái lời 1 của Nghiêm Đa Văn để hình thành ra bài Quả Bom Câm. Vâng, thưa các bạn, nhạc sĩ Doãn Nho vừa mới nói tới việc sáng tác bài hát Quả Bom Câm của ông, phổ thơ thể thơ Lục Bát. Vâng, phổ thơ Lục Bát tôi được biết là không dễ một tí nào. Vậy khi ông phổ bài thơ Lục Bát của nhà thơ Nghiêm Đa Văn, cái điều đấy có xảy ra với nhạc sĩ hay không ạ? Tất nhiên là có khó khăn, nhưng mà có một cái thuận lợi là ông cha ta đã phổ nhạc vào thơ Lục Bát từ hàng trăm năm rồi. Với trong đó là có các cái dân ca, quan họ, rồi thì các cái điệu dân ca, các điệu lý miền Trung, miền Nam. Rồi ngay là các cái bài hát, các cái dân ca của đồng bằng Bắc Bộ thì không ít những cái bài cũng là Lục Bát. Cho nên đó cũng là mấy kinh nghiệm, là một kho tàng mà ta chỉ chịu khó một chút, ta nghiên cứu thì ta có thể phổ thành công cái thể loại Lục Bát này. Thế và nhân đây nói thêm, không phải là chỉ có Quả Bom Câm, Không Rời Biển Xanh hoặc là Nhắn Xe Qua Cầu, tôi viết cũng trong một cái thời gian này, thời gian mà chống Mỹ cứu nước đấy, thì đều là Lục Bát cả. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe ca khúc Quả Bom Câm do Tốp Nam, đoàn ca múa Tổng cục Chính trị trình bày. Quả bom là quả bom tâm. Mi chui à, mi rúc, mi nằm chỗ sông.
à, mi rút mi đâm gió sông. Anh con mình túm lấy đầu, anh con mình túm lấy đầu. Đôi lên à, tháo kiếp quét bóng ra dây. Đôi lên à, tháo kiếp quét bóng ra dây. Móc mồm rút ngược cành cây, móc mồm rút ngược cành cây. Lính ta mới quất thằng tay mây rùi, lính ta mới quất thằng tay mây rùi. Nó kêu dày đất vang trời, nó kêu dày đất vang trời. Hết cầm nó mới báo với mọi người rằng. Rằng sao? Rằng rằng máy bay, máy bay, có máy bay, có máy bay, có máy bay. Ơ quả bom là quả bom tâm, quả bom là quả bom tâm. Mi chui à, mi rút mi nằm xuống sông. Mi chui à, mi rút mi nằm xuống sông. Anh con mình túm lấy đầu, anh con mình túm lấy đầu. Đôi lên là tháo kiếp phép bóng cái da dây. Đôi lên là tháo kiếp phép bóng cái da dây. Gói làm bộc phá liền tay, gói làm bộc phá liền tay. Á bô à, lô quất dân ngay cái nụ xoẹ. Á bô à, lô quất dân ngay cái nụ xoẹ. Mỹ kia chịu chết một bề, Mỹ kia chịu chết một bề. Tổng dồn đau đớn mới ê chề khóc than. Than như thế nào? Than rằng gậy ông nó mới lại. Đánh ông, đánh ông, đánh ông, đánh ông, đánh ông.